Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới nhé các bạn. Đó là mẫu ngữ pháp nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. À, như vậy thì chúng ta có hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về câu điều kiện các bạn ha. Câu điều kiện là ra. Như vậy thì các bạn nhìn trên hình vẽ đó là cậu bé này ước là nếu như mà có tiền thì tôi sẽ mua quà hoặc là tôi sẽ đi uống bia. Như vậy thì okane ga attara nomi ni ikitai. Okane ga attara nomi ni ikitai. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học về tara, câu điều kiện tara có ý nghĩa như thế nào và cách sử dụng ra sao. Các bạn theo dõi tiếp nhé. Như vậy thì đối với động từ sẽ chia về thể ta, động từ sẽ chia về thể ta các bạn nhé. Tính từ đuôi y bỏ y cộng với cắt tara. Tính từ đuôi na bỏ na cộng với đắt tara. Và cuối cùng danh từ sẽ cộng với đắt tara. Hay như vậy thì mẫu tara, câu điều kiện tara có ý nghĩa là nếu hoặc là giả sử. Đầu tiên thì chúng ta cùng đi chia động từ cũng như tính từ danh từ về tara các bạn ha. Như vậy thì đối với động từ nhóm 1 ikimasu đi. Như vậy nếu đi sẽ là gì các bạn? Hay ik tara. Nếu là ăn tara. Hay nếu uống non tara các bạn ha. Non tara. Tiếp tục động từ nhóm 2, nếu ăn tabe tara. Nếu xem mi tara. Tiếp tục là động từ nhóm 3, nếu làm shi tara. Nếu đến ki tara. Hay đối với tính từ đuôi y, các bạn lưu ý giùm mình bỏ y cùng với khách tà ra. Nhớ phải bỏ y các bạn nhé. Đầu tiên mình có tính từ già suy. Như vậy thì nếu rẻ là gì các bạn? Hay già sư khách tà ra. Già sư khách tà ra. Nếu rẻ. Nề mươi. Nếu buồn ngủ sẽ là nề mươi khách tà ra. Tiếp tục tính từ đuôi na các bạn nhé. Kire. Kire. Hay nếu đẹp là gì các bạn? Kire đắp tà ra. Các bạn nhớ bỏ na nhé các bạn. Kire đắp tà ra. Cuối cùng danh từ yasumi là ngày nghỉ. Như vậy là nếu mà nghỉ yasumi dattara hay yasumi dattara, nếu nghỉ. Chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ các bạn nhé. Như trên hình vẽ các bạn thấy đó là cậu bé uống thuốc các bạn ha. Kusuri o nomu hay chosi ga yoku naru, tình trạng cơ thể sẽ trở nên tốt, tình trạng cơ thể trở nên tốt. Như vậy thì mình có câu gì các bạn? Hay nếu như mà uống thuốc thì tình trạng cơ thể sẽ trở nên tốt. Chúng ta nói như thế nào đây các bạn? Hay moshi kusuri o nondara joshi ga yoku narimasu yo. Hay minasan mo ichido yonde kudasai. Các bạn cùng lặp lại câu này với mình nhé. Moshi kusuri o nondara joshi ga yoku narimasu yo. Hay nếu như mà uống thuốc thì tình trạng cơ thể sẽ trở nên tốt đó. Tiếp tục chúng ta có hay atsui các bạn. Atsui là tính từ đuôi y, có nghĩa là nóng các bạn ha. Hay Eakon o tsukete kudasai, xin hãy mở cái máy lạnh. Như vậy thì nếu mà nóng thì xin hãy mở cái máy lạnh. Chúng ta có tính từ đuôi là thế nào các bạn? Hay bỏ y cùng với katara. Hay atsu katara các bạn nhé. Atsu katara Eakon o tsukete kudasai, nếu như mà nóng thì xin hãy mở máy lạnh. Tiếp tục chúng ta có hay itenki. Itenki đây là một danh từ các bạn nhé. Vì danh từ chúng ta làm như thế nào các bạn? Hay ides đáp tà các bạn ha. Sambosuru đi dạo. Như vậy thì câu này chúng ta nói như thế nào được các bạn? Nếu mà ngày mai trời đẹp tôi sẽ đi dạo. Hay mo ashita itenki đáp tà sambosimasu. Hay ashita itenki đáp tà sambosimasu. Nếu như mà ngày mai trời đẹp thì tôi sẽ đi dạo. Hay cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy cứ gửi về đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và để củng cố bài học ngày hôm nay, các bạn đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.